Hello, chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Suy Nghĩ Ngáp Tê đây nha anh em. Thì thấy một số anh em rất là mơ hồ về cái vấn đề là tạo cái USB RAN, USB anh em. Thì chỉ cần cái USB 4G, tầm 4G trở lên thì chúng ta có thể tạo được RAN USB. Thì đầu tiên thì anh em tải các file, các phần mềm để tạo USB và các file RAN USB. Thì các file này thì mình để ở dưới cái video này anh em. Đây, thì cách làm như thế này. Thì anh em chỉ cần tải cái phần mềm này và cái RAN USB. Nên anh em tải gì đó, bảo đâu đó thì mình không cần quan biết. Nhưng là anh em phải tải cái phần mềm là đây, đây là cái RAN USB này. Còn đây là cái Blana để mà tạo USB, RAN USB. Rồi, anh em mở cái này lên cho mình. Đó, nói chung là các bước thực hiện để tạo cái RAN USB để bị bát trên Windows nha anh em. Đó, tiếp theo là anh em chọn là flash from file, là dẫn cái đường dẫn đến cái file mà chúng ta đã tải gì nè. Anh em lưu ý là phải nhớ là tải cái file này nha. Đó, chứ còn tải mấy cái file khác là nó sẽ không được đâu. Đây là chọn cái USB này. Đó, ở đây là mình có USB rồi nè. Ít nhất là 4GB nha anh em. Mình USB 32GB select. Rồi, chọn flash. Ngồi đợi thôi. Đó, công việc của anh em là ngồi đợi nó chạy trên phần trên cái thanh đó là ok. Thì khoảng tầm 2 phút, 2 tới 3 phút thôi. Nói chung là cũng rất nhanh, máy mạnh thì chạy nhanh, máy yếu thì chạy chậm. Rồi, sau khi tất cả các anh em chạy xong rồi thì anh em tắt đi và khởi động lại cái máy tính nha anh em. Rồi, anh em khởi động lại cái máy tính cho mình. Rồi, chung là mẫu máy là mẫu cái và boot nó khác nhau nha anh em. Có thể là ESC, F2, F12, nhưng mà tùy vào mỗi dòng main thì máy mình là F11. Đó, anh em chọn vào cái USB này, cái chuẩn IO với I này nha anh em. Đó, anh em ấn Enter vào. Rồi, ở máy này nói chung là ở máy kia là không cần phay càng màn hình. Nhưng mà máy mình phải phay. Đó, nên nó mới vào được, chứ còn không phải là không vào được nha anh em. Mấy anh em cứ bấm Enter thôi, không cần phải làm giống mình nữa. Rồi, anh em chọn vào thấy như thế này, install from trường trần này, Enter. Rồi, anh em đợi nó. Rồi, sau khi nó boot táo xong thì nó sẽ vào setup tiếng Anh nha anh em. Anh tiếng Việt thì đó thì anh em tùy chỉnh, rồi anh em bấm vào mũi tên đây để nét qua. Rồi anh em bấm vào continue. Đó thì đây là RAN USB xây dựng bởi IT Xuân Trường nha anh em. Anh em rồi bấm đây trên đây này, anh em nhìn trên đây này, Unity, anh bấm Terminal. Rồi anh em bấm menu, gõ cái lệnh là menu nha anh em. Xa quá anh em có thể anh em không thấy á, nhưng đó là cái lệnh menu. Đó, rồi anh em Enter để xuất hiện ra cái một cái hộp thoại. Thì để bắt code á, nói chung là để đưa về chế độ Beginner DFU này thì anh em chọn dòng số 4 và dòng số 6 nha. Đây, số 4 số 6. Đó, thì anh em nè, đó thì cái đây thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em nè. Anh em đưa về chế độ recovery.
Đó, cái này là anh em đưa về chế độ recovery thì lúc này nó sẽ hiện lên start ra nha anh em. Nè, để mình kiếm con máy mình làm thử cho anh em luôn này. Anh em, ví dụ con 6S đây. Ví dụ anh em muốn bypass code hay là bypass hello gì đó, nhưng anh em phải đưa về chế độ beginner, nói chung đưa về cái chế độ này để cho nó khỏi bung nha anh em. Nè. Đưa về đẹp, đưa về recovery trước. Rồi, recovery là nó lên táo là anh em thả nút nguồn ra, giữ nút nói chung đây là chế độ recovery nha anh em. Lúc này này nó chưa hiện lên này, thì anh em ấn vào option này. Anh em tích vào cái dòng đầu cho mình. Nè, nó hiện lên start này anh em ha. Rồi anh em bấm start như sao xét nè. Nhưng cái lúc ra nè, cái lúc ra còn 8 giây hoặc là 7 giây thì anh em bấm tắt cái bảng này đi. À, vô X này. Rồi mình sẽ làm mẫu nha anh em. Rồi giờ anh bấm start này. Rồi đó. Rồi ấn giữ nút nguồn và nút home. Rồi anh em đến còn 8 giây là anh em tắt, 7-8 giây là anh em tắt nha. Rồi thì ở đây này, điện thoại này nó sẽ tự động nó đưa về chế độ nó sẽ tự động nó boot beginner DFO thành công nha anh em. Như vậy là thành công rồi. Như vậy thì anh em muốn bypass hello hay là bypass code thì anh em trở lại Windows và dùng tool thôi. Ok.